cùng tiến vào sân nè, tiến vào quầy vé nè, mọi người thường tránh ra nè, cho người cá vô biểu diễn với cá heo nè. Để Ben dọn đường cho. Rồi Ben vô dọn đường đi coi chừng phù mở nha Ben. Ben để cho Ben địch mấy phát để dọn đường ra. Gì địch mấy phát dọn đường dơ dữ vậy Ben? Địch để dọn đường. Ghê quá à. Xếp hàng đủ hết chưa? Đếm số lượng đi nha. Hôm nay khá là đông á. Mấy bạn người cá phải nhớ để ý những bạn bên cạnh của mình chứ để bị lạc vào người thường nha. Ây da, bạn Nori lúc nào cũng bám sát đuôi tiêu giống như là một con Sam vậy đó. Con này là con ốc bu Benjamin. Đây là con Sam con Nori. Cột đèn liền. Một cặp thẻ luôn nha các bạn. Hồi người cá đi đông nhất luôn á các bạn ơi. Mấy người một thẻ. Chia thẻ mọi người cầm một thẻ. Ở dưới còn ai thiếu thẻ nữa không? Ok. Gia đình người cá thai có đủ thẻ chưa? Thẻ có màu xanh là dành cho người lớn, màu cam là cho trẻ em, show ra cho các bạn thấy. Ok, màu cam ha. Rồi, đúng rồi. Lên đường thôi các người cá ơi. Yeah.